Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình đóng góp ăn chia tổng giải thưởng 10.000 USDT từ sàn Hotbit nha các bạn. Để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link thứ nhất mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản Hotbit các bạn. Tất cả các bạn không cần KYC đâu các bạn. Sau khi bạn đăng ký xong sàn Hotbit, các bạn click phần link thứ hai mình mở Telegram ra để chat với bot nha các bạn. Rồi mở Telegram bấm nút start nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn join 3 kênh group, kênh seller nè các bạn. Join 3 kênh trên mạng xã hội Hotbit nha các bạn. Rồi các bạn join sao nè các bạn. Rồi các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nha các bạn. Tiếp tục con join tiếp kênh Hotbit Trading nè. Thì tất cả các bạn join vào kênh Hotbit Trading thì nó có một cái mã captcha nè các bạn. 1303 thì các bạn ghi vào máy các bạn lướt captcha các bạn từ kênh Wichidin các bạn 12 này. Ủa anh này memo đồ ta 13 này các bạn. Rồi như vậy các bạn mới có thể join vào nhóm group được các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Các bạn cho anh vào kênh Hotbit nhiều được bạn. Rồi các bạn follow nha các bạn. Theo thông báo trên Twitter thì mọi người nhận được 10 boy khoảng là 10 USDT đó các bạn. Rồi các bạn follow các bạn. Sao nó cứng gì. Rồi sau khi các bạn follow xong các bạn bấm nút chat này bạn. Rồi các bạn bấm con tiêu nữa các bạn. Get 10 boy là khoảng 10 USDT rồi cho mỗi lượt get 5 giới thiệu. Rồi bấm con tin tiêu new. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow 2 kênh Twitter nữa các bạn. Follow về Twitter luôn, bot luôn các bạn. Like 4 kênh Twitter chứ. Follow. Rồi các bạn theo dõi nha bạn, các bạn theo dõi 4 kênh như vậy nha bạn. Rồi tôi quýt lại luôn nha bạn. Tôi quýt lại bây giờ để ghim luôn nha bạn. Hiện tại có 40 follow Hotbit nha bạn. Rồi bạn test lại nha bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bấm nhận lúc submit detail nha các bạn. Rồi bấm don. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Bạn mở vào tại Twitter của mình ra vào ba chữ bạch bên cùng các bạn bấm vào chia sẻ các bạn copy Twitter username Twitter mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi Twitter ở chỗ này nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi UD sàn Hotbit nha các bạn. Account sàn Hotbit thì các bạn gửi mở cái sàn Hotbit ra này các bạn. Thì các bạn sẽ thấy UD mà nằm dưới trang cá nhân mình nha các bạn. Khoan các bạn. Rồi các bạn copy cái UID đó nha các bạn. Rồi sau khi các bạn copy cái UID đó bằng report tiếp tục nha các bạn. Bạn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè, bấm vào sách tiếp để cập nhật tài khoản nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm 5 boy cho mọi lượt giới thiệu nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.